Em Gia Cá chào tất cả anh em nha. Thì sáng hôm nay em lên cái lô máy bin cỏ anh em ha. Thì coi như là có một ít thùng với lại một ít rổ. Anh em ơi, anh em xem và tham khảo ủng hộ Gia Cá nha. Thì máy này em giới thiệu luôn thì tất cả toàn bộ em bán sát không bao sóng anh em nha. Toàn bộ luôn là bán sát không bao sóng và bao ship anh em ha. Ví dụ như cái thùng này là giá mỗi thùng là em sẽ đánh một mã cái giá nằm ở phía sau và một lát em sẽ đánh cái mã số nằm ở phía trước. Thì anh em vui lòng nhìn kỹ cái giá và cái mã số và cái giá tiền của thùng anh em chọn rồi gọi trực tiếp vào hai số điện thoại bên dưới phần tiêu đề. Sau đó nhân viên sẽ chốt hàng cho anh em theo mã số và chốt xong anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 100k, còn lại sẽ code về đến nhà cho anh em. Khi mà anh em nhận hàng khui thùng ra đúng với hàng của mình chọn thì anh em nhận, còn nếu mà có bị sai sót gì thì anh em vui lòng liên hệ lại trực tiếp giúp em nha. Là em sẽ giải quyết cho anh em ngay lúc đó luôn cho nó dễ, anh em đừng có nhận hàng anh em ha. Rồi máy thì anh em lưu ý nha, em bán sát và em bán theo lô, hàng thùng thì em bán từng thùng một, còn coi như là em bán theo lô, mỗi một lô hai ba con như thế này anh em nha. Đấy, hồi nãy em có lựa ra được mười mấy rổ chóng mặt quá hốt cân ký luôn em ha. Đây hàng cân ký coi như là một rổ là nó tới hơn chục ký. Nói chung là coi như là rất là nhiều. Mặt hàng này thì chỉ dành cho em hút tầm khoảng chục rổ thôi cho anh em thợ thầy, bởi vì nó rất là nhiều, máy lộn xộn bú xua cào luôn. Dành cho anh em thợ thôi chứ không có anh em xài gia đình thì cái này thì nó quá là nhiều rồi. Với lại em hút đóng pin nữa anh em nha. Đây máy rổ máy pin nó dành cho anh em thợ về nhà coi như lấy vỏ pin. Tại bây giờ cái khúc sau pin này thì em sẽ quay là cuối cùng anh em nha. Nói chung là dành cái rổ, mấy cái đống rổ này nó to á, là em sẽ quay cuối cùng, còn mấy cái hàng thùng làm quay đầu tiên, và tiếp theo là sẽ là cái hàng rời nhỏ nhỏ, và cuối cùng là sẽ là mấy cái rổ này to to, bao to luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay từng lô một. Đây em cũng mới lụm ra được coi như là giác rổ, giác ký đi luôn em. Em mới lụm ra được một rổ của thằng bu lông xe hơi 12V, cái gì bình 12V á, nó xài bằng tẩu thuốc anh em ha. Đây nguyên một đống này em bán cũng nguyên một lô luôn anh em nha. Anh em nào chốt hết thì em ấy còn ấy thì qua mai mốt gì em sẽ lễ. Bán nguyên lô luôn anh em ha. Bao nhiêu vậy? 810. Rồi, mã 810. Đây. Đời sơi 12V. Đó. Móc cái công tắc đây anh em nha, một cái này là không có cái đầu tẩu, một con đây, con thứ hai không có cọng dây, hai con rồi, con này đầy đủ ba con. Cái này em cũng bán mù luôn anh em nha, bán sát luôn anh em nha, chứ không có bao sóng đâu anh em nha. Đấy, ba con rồi, cái này bốn con Impact Walker gì đây. Rồi cái này 5 con. Đầy đủ. Cái này 6 con. Cũng đầy đủ luôn. Cái này 7 con. Cái này nó 8 con. Đó, 8 con anh em nha. Rồi, 8 con. Cái này nó bị tép tép ở đây. 8 con này 1 triệu bao ship anh em nha. Đó, bu lông xe hơi 12V. 8 con 1 triệu bao ship, còn 1/2 đầu của bu lông xe hơi hết. Đấy, rồi 8 con. Mã 810. Mã đầu tiên ngày hôm nay anh em nha, mã 810. 1 triệu là bao ship anh em nha, không bao gì hết anh em ha. Rồi 811 200k luôn. Rồi con này là con Hitachi 12V. Pin 9V6 anh em nha. Rồi, một máy một pin một sạc. Đấy. Đầu cổ. Anh em về dọn lại nha. Rồi 811 200k thùng này luôn. Rồi đây 812. 150 luôn anh em nha. Rồi con này là con Hitachi 9V6. Một máy một pin một sạc. Đó. Đầu nó cứng anh em nha. Đó. Con này hơi xấu, có cái thùng.
giờ vệ sinh lại pin một máy, một pin, một sạc và một thùng. Giờ lấy cái thùng cắt này ra định luôn rồi, nhỏ nhỏ cũng được anh em nha. Rồi 812, 150 luôn em nha. Rồi 813, 100k. Này coi như là máy này coi như bán cái thùng luôn anh em nha. Cũng ok á, lấy cái thùng giờ đựng mũi khoan rồi anh em ha. Máy thì máy súng AK, Makita đó, súng AK. Rồi 83, 100k luôn nha. Rồi con này 814, 850 luôn em nha. Con này là con 4 chức năng đó. 4 chức năng anh em nha. Rồi vừa xin lại. Cái này bữa em ráp pin vô là nó chạy được cọc không, nó chạy nhưng mà nó kêu kêu anh em nha, nó kêu cọc cọc á. Giờ hết pin rồi. Bóp nó không kêu nữa đâu. Con này 14V. 14V anh em nha. Đó, một máy một pin một sạc. Nó kêu cọc cọc nè, đấy. Kêu cái gì á? Máy thì quán sóng nhưng mà nó kêu cái gì anh em nha, nhưng mà em không có bao gì đâu anh em nha. Đó sao nói vậy cho anh em biết giờ đường giờ xử lý thôi. Rồi 814, 850 thùng này luôn em nha. Con này là con Makita 131 hay sao á, đời đời 131. Rồi 815, 12V của Hitachi, 12V anh em nha, pin sạc đầy đủ, sạc 14. Rồi 815, 300k luôn. Cái thùng đó nó bị mất hai cái nút cài rồi anh em ơi. Rồi 816, 600 luôn. Thằng Pony Bot 24V. Bình sao ta. Không biết lấy bình sao luôn. Pony điều tốc đảo chiều có anh em nha. Đấy. Nhưng mà máy thì coi như là có chức năng thôi. Pony 24V. Cấp tên. Pony là của Boss anh em ơi. Rồi một thùng. Một máy một pin một sạc. 816, 600k thùng này anh em nha, 816, 600. Rồi đây là 817, 150 luôn. Này lấy cái thùng anh em nha, đây 150k bao ship em ơi. Rồi 817, 150 luôn. Rồi này 818, 200k luôn. 818, 200. Con này anh em nha. Đấy. Con này 9V6 của thằng Makita, một máy một pin một sạc. Rồi 818 200. Rồi 819, 150 luôn em nha. Đấy. 66 nhưng mà đầu cổ ra vô bình thường anh em ơi. Đó, con này nó có 7V2 thôi. Một máy một pin một sạc. Rồi 89, 150 luôn anh em ơi. 89, 150 luôn.
20, 250 luôn. Con này là con bu lông đầu nhỏ luôn anh em nha, đầu 3/8 hay sao á, 1/4 đó, với em chưa nghiên cứu cái đầu nhỏ này nữa. Đầu chút xíu, đầu nhỏ hơn đầu 1/2 nữa anh em nha. Chút xíu thôi, 9/6. Rồi một máy, một pin, một sạc. Rồi 820, 250 luôn em ạ. 820, 250 luôn. Rồi 821, 500k luôn em nha. Con này là con bot 24V. Cưa kiếm bot 24V anh em ha. Rồi cưa kiếm bot 24V. Rồi 821 500k luôn em nha, 821 500 luôn. Rồi hết hàng khung. Giờ qua hàng cỏ anh em ơi. Rồi 822 5 à quên 200k 4 con. Con này là con Toshiba. Thì chắc cái đuôi. Toshiba chắc cái đuôi. Hai con súng AK. Với lại con này là con gì á? Con gì anh em nha, hàng của Inac, Inac 4/8. Rồi 4 con mã 822 200k bao ship anh em ơi, 822 200k bao ship anh em nha. Rồi 823 250 luôn. Một con nè của RB, 3 con 7/2, một con đầu radio bình thường. Này cũng vậy, hai con. Con này con thứ ba. Con này hơi xấu anh em nha. Cái chân pin nó hơi cong cong nè. Công tắc nó bị đảo chiều hơi khó. Đấy, cũng ra vô được nè. À, rồi ok luôn. Đầu cứng nè, con này hơi xấu, xấu nhất trong bài luôn. Rồi 823 250 ba con luôn. Rồi 824 300k. Một con 9/6 của Nati. Con này 7/2 cũng Nati luôn. Con này 7/2 luôn của Nati luôn. Rồi ba con Nati 824 300k luôn. 824 300k. Rồi 825 250 của Hitachi nè nha. Ba con này Hitachi 250k. 1 2 3 ba con 825 250 luôn em nha. 825 250k. 825 250 ba con Hitachi 7/2. Rồi đây 826 250 luôn. 1 2 3 4 con. 4 con. Con này bị cái chân binh nè, này nó bị lệch. 4 con 7/2. Vỏ bên này thì nó tét tét anh em nha. Đó coi như là 4 cái thân máy anh em ơi. 4 cái 826 250 luôn. Rồi con này 827. Này được dây chai luôn em. bảy 300k nha nha. 827 300k con này. 827 300. Boss GBH 12V của thân máy vỏ binh.
827 300k con này anh em ạ. 827 300. Rồi này 828 300 luôn, ba con. Rồi 828 300 ba con. Con này Liverly. Không phải Liverly, Pinback Bockwell Sonic. Cái cò của nó cứng cứng anh em ơi, cò cứng là đảo chiều cũng được nè. 12V một con. Còn này 18V hàng của Đài Loan anh em nha. Còn con này cũng của Đài Loan luôn. Con này coi như vỏ binh à, bao la siêu luôn. 24V. Rồi, 828 300k ba con anh em ơi. Này hai con Hitachi. Rồi 829 350. Con này là con bu lông một đầu nhỏ luôn. Đầu nhỏ hơn đầu 1/2 luôn em nha. Này nó cứng cứng nè. Anh em về dọn nha. Nó lại một con này 8 con này Hitachi 12V, chìm cao. Công tắc nước máy luôn rồi. Rồi 300k một cặp luôn. Cay tinh quá. Cứng cứng rồi anh em ơi, hai con này. Anh em về dọn nha, hai con này giờ tháo ra vệ sinh lại hơi căng á. 829 300k. Rồi 830 250 luôn. Con này là 14.4. Đấy. Cắt ti ren. Đảo chiều. Đó. Khó cò chứ phải đảo chiều. 14.4 Makita SC101 đời. Đó. Phần máy vỏ binh anh em nha. Rồi. 830 250 luôn. Rồi 831 200k luôn. Rồi 831 200. Này 9.6. Này 9.6 luôn. Này 9.6 luôn. Rồi 4 con, 3 con 9.6 không có vỏ binh. Một con này 4.8 là 832 quên 831 200k 4 con, 24 con anh em nha. 831 200. Đưa cái con kia luôn em. Con này rồi. Đó, hai con này 250 đúng không em? Bỏ cái con này vô luôn. Ba con 300 luôn em nha. Rồi ba con 300 luôn em nha, bao nặng luôn. Đó, ba con cắt ti ren. Này mất cái cặp dao rồi, cái này còn cặp dao này, cái này cũng mất cặp dao luôn. Rồi ba con 300 bao ship anh em ơi. Rồi 832 300k đi luôn. Bác coi cái con này bị tét tét. Quên, con này bị tét tay này, nãy em kêu bán cho chai á. Ba con 300 anh em nha. Rồi 833. Con này 4.8. Một con. Hai con. Ba con. Rồi ba con 833. 200k luôn em nha, 833 200 luôn. 833 200k. Ba con. 123. Rồi 833 200. Rồi 834 150 luôn. Một con. Con này mất cò anh em nha. Con này nó test ra nghe tí xíu nó siêu siêu à. Rồi bốn con này 834 150 bốn con anh em nha. 834 150 bốn con luôn.
Rồi 835 200k. Ở bên 300k nhá, ba con Hitachi. Một con. Này ok hơn nè, hai con. Không bởi anh em nha, con nào bởi em nói nha. Ba con 9.6. Rồi 835 300k luôn. Rồi 836 450 luôn anh em ơi, Hilti TE 10A. 400 luôn, đi luôn anh em nha. Rồi, Hilti TE 10A con này 400k anh em nha, thân máy vỏ bình. Hilti TE 10A. Rồi 836 400k luôn. Rồi 837 150 luôn em nha. Một con nè. Hai con. Tám ba bảy 150k luôn. Rồi ba con anh em nha. Rồi 837 150 luôn anh em ha. Ấy là bỏ tay vô thì chết luôn. Rồi 838 200k luôn anh em ơi, ba con Ryobi 9.6 với lại 7.2. Con này thì không có pin, hai con là 100 pin. Con này 12V. Rồi 838 200k. Đâu? 9.6 à. Rồi 838 200k luôn em nha. Tám 39 150 luôn, ba con súng AK. Này có cái gì đây? Đầu ra vô bình thường anh em nha, ba con này đầu ok anh em nha. Đó, đầu đổi ma ninja băng luôn, nhưng mà Makita đóng Makita chữ nổi luôn. Nhưng mà đời Napoleon đời đúng cổ luôn. Rồi 839 150 luôn. Rồi 840. Rồi 840 anh em nha. 200k 4 con. Này của thằng Nati Myhen 48. Này cũng Myhen luôn. Này của Ethicman 48 luôn. Này của súng AK. Rồi 840 200k luôn. Này 841 300. Con này là cái con gì á? Có đảo chiều luôn em nha. Đó, nhét được cái chân binh vô nè. Chân binh nó tét tét cái này. Tét tét miếng nhựa. Rồi con này là con Toshiba 4.8. Toshiba 4.8. Này inox. Này đóng gạch men anh em nha. Đó. Nó có cái cục hoàng trước màu trắng nữa. Này 7.2 của Leaflet. Mọi hình này còn ok á. Rồi 841 chứ 841 300k luôn. Rồi hết cái loại ba con rồi anh em nha, ba bốn con hết rồi, giờ cho nguyên gỗ luôn anh em ha. Đây 842 được hay. Đây là 842 600k lô này anh em nha. 842 600, hai con này là hai con sơi đít 12. Hai con sơi đít 12. Này bên này nó lỏng lỏng ta. Của nó mà. Con này của Toshiba 14.
Này Toshiba 14 anh em nha. Này của thằng Đài Loan 12. Còn thằng này cũng của 12 luôn, mà của Đài Loan luôn, cứng anh em nha, con này cứng tốt nè. Còn con này Boss 916 3, 6, 9 con. Rồi 9 con 600k anh em nha. 65.000 con. Đúng không ta? 10 con 600. Chính đây 9 con, 65.000 con bao ship anh em nha. Đấy. Rồi 842 nó là 600 anh em nha. Này 843 cũng 600 luôn. Này em hút con ký hút xô luôn anh em ơi. Này là coi cam em. Anh em thấy rõ không ta? Từ để em thấy coi rồi. Đó. 3 6 9 10. Rồi 10 con đây là con 60 này anh em nha. Đấy. Mấy con này thì em bán theo lô là lô 3 con là 150 thì nó là 50 con. Thì nhưng mà nó vô đây thì nó lên 60 thì có mấy con kia lại anh em nha. Đấy. Con ký một lô nó mười mấy ký á, có con này con lo ống đồng nè. Đây à. GB. GB. Con này GB 12 anh em nha. Con này của Sodic à quên. Đúng rồi, Sodic 12 luôn. Con này Hitachi 916. Con này của Nati 916. Này Nati 916 luôn. Đấy. Rồi, 10 con 843, 10 con này. 10 con 600k anh em nha. Một con 60. Con 60. Đấy. Anh ký con nữa nè. Còn ký cho anh em xem nè. Ra tiền ship cho bao nhiêu liền. Đó. Anh em thấy không? 13 kg nè anh em nha. Đó. 13 kg cả rổ còn 12 kg rưỡi. Rồi, bỏ xuống đi em. Mười ba ký 600k là tính là có 40-45 ký. Rồi, lô đây 835. À quên, chào 845, à 44 nhé. Nhầm. Rồi 844. 450 này nha. Này lô này tỏ không à? Có con này 12V của thằng Đài Loan này anh em nha, không có pin. Đó. Con này thì nó test miếng ngay đây. 1 2. Con này tỏ 3. Con này inox. Thằng đóng gạch men á. Không có vỏ bình. 4. Này của thằng Toshiba. Toshiba anh em nha. Lét miếng ở đây. 5 6 Ethelman 12V. Này Mayhem 7. Này 8. Này cái tét miếng ở đây nữa anh em nha. 9 10 con. Rồi con này lo ống đồng. Bắt miếng ở đây. Rồi 10 con này 450 anh em nha, 844 450 luôn. Có hai con Đài Loan 12 thôi. 844 450 luôn. Rồi 845 700k lô này anh em nha. Đây. Cục pin 24V con này coi như là của nó nè anh em nha, mà nó bị gãy rồi, gãy tùm lum rồi. Đó. Rớt. Nó biết nghe lời rồi. Vô. Rớt. Đấy. Nó hai chức năng nha, bị mất cái đồ cài đây với lại cái đầu này anh em nha. Đấy, một con này. Con này thân máy vỏ bên 12 nè, của thằng Đài Loan nè, hai con. Này cũng 12 luôn, này cũng 12 luôn. Lô này anh em nào chốt là ok luôn anh em nha. Còn thì con này nó gãy anh em nha. Đấy. 1 2. Hai con 12.
với lại hai con này 14 sao á, mất tem rồi đó, giờ nó 14 18 hay 12 gì cũng cũng vô lô hết, còn con này cũng cũng đầy đủ binh luôn. Đây, lô này 7 xì à, 2 4 6 7 con, 7 con 700k 100k một con anh em nha. Đấy, 12V cũng 100, 9V6 cũng 100, gãy bởi cũng 100 luôn. Rồi 845 700k. Rồi 846 550 lô này luôn. Đó. Này 96 thôi, lô này không có 12 đâu anh em nha. Đó. Có con không có 12 nhưng mà có con cương kiếm như 18 nè. Mất cái đầu chụp thôi. Có con cương kiếm như 18 anh em nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con. Rồi 9 con 550 anh em nha, 60.000 con anh em ơi. Đó. Con này mớp mớp cái chân nè, con này mớp cái chân. Còn VB này thì ok nè, con này bình nhất mớp 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 cái chân luôn. Rồi 9 con, con này trà nhám 14 anh em nha, Ethicman. Rồi con cưa kiếm này, rồi 846 550 1 2 3 4 5 6 7 9 luôn anh em nha. Con này mất cái cò rồi. 846 550 luôn em nha. Rồi 847. Hút luôn cả vỏ bình luôn. Này vô được không? Không được. Rồi hai cục bình 12V của Nati. Hai cục. Đây 916, đây 712. Còn này, con này đi rồi. Này vô được nè. Này 916. Rồi con này cắt đi ren anh em nha, đầy đủ luôn. Đây là con lưỡi nha. Cắt đi ren của Nati. 12V. Marin da băng một con. Hai con. Ba con. Bốn con, năm con với lại ba cái vỏ bên anh em nha. Rồi 847 400k lô màu đen này luôn em nha, 847 400k. Rồi 848 450 luôn em nha. Hai con này một cặp nè. Đây là con cắt ti ren một con, đây súng AK hai con, hai con này hang đài lôn 9V6 ba con, này 21V6, này của Ryobi 9V6 luôn, bốn con, hai con đài lôn 12V, mất cò một con, này mất cò, con này đầy đủ. Đấy. Con này boss 9V6 luôn em nha. Rồi, con này Ryobi. Rồi 848 450 lô này luôn em nha, 848 450 luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con. Trừ ship ra chưa được 50.000 con luôn anh em nha. Rồi 849 400k lô này luôn em nha. Lô này thì hơi xấu hơn nè. Một con AK. Một con này của thằng Đài Loan. Đài Loan không có vỏ binh. Con này cũng Đài Loan, hai con này của Đài Loan y nhau nè. Mà điều nó bị tét miếng chân ở đây, anh đang miếng ở đây miếng anh em nha. Đây. Hai con tét như nhau luôn. Rồi, cặp tay cặp của Hitachi 12 à quên 9V6 7V2 2 4 6 6. Con này của Ryobi 7V2, con này súng AK Makita
Rồi con này cắt thạch cao của Nati. Rồi 849 400k, lô này lô em nha, 849 400. Rồi hết máy rồi, giờ tới vỏ bình 2 4 5, 5 lô vỏ bình nữa là hết rồi anh em nha. 5 lô vỏ bình. Tùm la tùm lưa luôn anh em nha, để xong loại lại cho. 850. Rồi 850. 12 V em định rồi nha. Cục này gãy rồi, giờ lấy cái gì anh em lấy ha. 1 2 cục này gãy rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 cái vỏ bên 12 V anh em nha. Đây 14. Này cũng 12. Đó. 2 cục 15 16, 2 cục đây của Nati 7.2, đây của Hitachi 9.6. Con này mấy con này giờ lấy binh anh em nha. Còn cục này cục gì đây? Rồi. 2 4 6 8 10 14 cục 12 V anh em ơi. Có phải cái gì cái giá đó rồi. Rồi 850 400k lô này luôn anh em nha. Bao ship anh em ơi. 850 400. 18 cục. Có cục gãy, có cục không anh em nha. Mấy cục cỏ này là gãy nè. Anh em giờ lấy pin lấy gì đó anh em lấy nha. Còn này là 12 V của Nati với lại VB Makita. Đại lô có đầy đủ. Này 850 400 anh em nha. Rồi 851 400k luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi 11 cục 12 V anh em nha. Đó 11 cục 12 V này đa số là của 2 4 6 7, 6 cục của thằng Nati rồi, 12 V rồi. Này của Đài Loan Sedic. Makita 2 cục. Hitachi 1 cục. Này pin của Boss sao á? Này 7.2. Này 9.6. Này 9.6. Này 9.6 luôn. Này 4.8. Đầy đủ. Rồi 851 400k lô này luôn em nha. 851 này 12 V cục lắc rocker nữa nè. Rồi 851 400 luôn. Rồi đến 2 4 8 10 12 14 16 18. Rồi tổng cộng lô này 20 cục anh em nha. 20 ngàn cục anh em ơi. 851 400. Rồi lô này đã lồm luôn. Rồi lô Makita này anh em nha. Có cục có bị test anh em nha. Đó, có cục nó bị test. Em hút em không có kiểm tra đâu anh em nha. Test có 1 2 cục thôi chứ không có được nhiều đâu. Là lô này toàn là màu đỏ. Rồi 2 852 450 anh em nha. 2 4 6. Đây, nó test ngay đèn miếng nè. 8 10 12 14 16 18 cục. 18 cục 450 lô Makita 12 V anh em nha. 852 450 luôn. mất cái phần trên rồi nha nha. Đây 1 2
916. 12V này. Bốt 12V. 12. 12. Lửa rác rối não luôn. 14.4 của bốt. 12. Này cũng 12 cái test này anh em nha. Rồi lô này 400k luôn em nha, 850 không? 3. Rồi 853, 400 luôn em nha. Đó. Nguyên lô này, CEDIT 1212, 916, này của Nati, này 12V. Rồi y như hình anh em nha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hai con này gãy anh em nha. 16, 18, 20. Rồi 853 400k 20.000 cục anh em ơi. Cuối cùng. Rồi 854 phạt cuối cùng. Rồi. Bot 14V, Nati 12, Hitachi 12, Sedic 12, Đài Loan 12, Makita, test cái này, test giờ chưa, hay Makita, đây ma, rồi hết ma, đây là cỏ này nha, hết ma tới cỏ đây 14.4, cái cục giá đâu ta. Mới đưa mà. 12 14.4 anh em nha. Lô này cũng ok nè anh em nha. Đó. 12, test cái này, test cái cặp ở đấy. Gỡ cái này ra. 12, lô này còn đai số 12 không nè. Có cục này cỏ rồi anh em nha. Đây cũng 12 luôn. Rồi 854 450 cục này luôn. Lô này luôn. 3 6 9 12 15 18 20 450 anh em nha. 854 450. Rồi hết tổng kết. Rồi sáng hôm nay em lên cái lô này anh em xem được lô nào anh em ủng hộ ha. Rồi em xin kết thúc video đây, coi như chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Rồi chào tạm biệt anh em ha.